Thì hôm nay ấy, là bên Indo là mẹ vợ em là có ở bên gia đình bên đấy là có thịt một con bò. Thịt bò để chia cho mọi người thì cũng có một cái lễ, mọi người có một cái lễ cầu nguyện ở bên đấy. Đấy. Thì thịt bò, thịt dê để chia cho mọi người. Thì mọi người có hỏi là đặt villa ở đâu? Tại sao không có đặt villa? Thì là Mạ Tum, lúc đấy là Mạ Tum gọi cho vợ em. Thì vợ em mới bảo là tại sao nói đặt villa ở đâu thì vì tại sao mọi người không hỏi vì ở đâu? Tại sao Mạ Tum mà không hỏi là vì ở đâu? Hỏi đặt villa. Chắc là có lẽ là em về được mấy hôm rồi, chắc mọi người về bên đấy nhớ em đấy. Với cả mọi người biết không, hôm qua lúc hai vợ chồng gọi like liếc các thứ xong là bà hai vợ chồng bà đi ngủ. Thì lúc chiều thì em có bảo Mão là set máy cho em để em chơi game đấy. Set máy cho em để em chơi game thì là Mão set lâu quá thì em làm ngủ mất đấy. Em ngủ mất xong là đến tối, tối like xong thì kiểu vừa ngủ lúc chập tối xong thì tối không ngủ được, nó khó ngủ ấy. Thế là em mới bảo là vợ ơi, chồng không buồn ngủ, chồng chơi game nhá. Thế là vợ em mà không, ôm vợ đi, ôm vợ đi ngủ. Thế nào dứt khoát là không ôm vợ thì không cho chơi luôn, bắt phải ôm vợ đi ngủ luôn. Nhắm mắt đấy, đã bảo em là nhắm mắt đấy, bắt phải nhắm mắt vào, mà trong khi đấy không thể ngủ được, không thể nào ngủ được. Mà em ấy, cái tính em, một là em phải xem TikTok hoặc là em chơi game, bắt đầu mắt em bắt đầu nó díu là em mới ngủ được. Thế là xong vợ em bắt đi ngủ. Thế nào em mắt em cứ trợn trừng này này, mà cái giống em không ngủ được. Cái giống em không ngủ được thì em lại ngồi em nằm em nghĩ, em nằm em suy nghĩ hết đến cái nọ, suy nghĩ đến cái kia, suy nghĩ các kiểu là điều đấy. Xong mọi người biết không, em ngủ đến hôm sau, đến sáng nay vợ em gọi dậy em mà không đi ngủ đi đấy, đi ngủ. Thế là em bắt vợ em đi ngủ, dứt khoát là đi ngủ, ôm chồng đi đi ngủ. Và em mà không dậy rồi, không không dậy đi ngủ, em bắt vợ em đi ngủ. Thế là xong bắt đầu vợ em mà là dậy để nấu cơm, em mà có người nấu cơm rồi, Vũ nấu cơm rồi, đi ngủ. Đấy. Đi ngủ vừa ngủ xong vợ em mà là vừa vợ vừa thức dậy rồi, thức dậy rồi thì đi ngủ xem chồng đi ngủ. Thế xong mọi người biết không, xong một cái cảm ơn Thu. Xong một cái là em bắt đi ngủ đấy. Xong bắt đầu dậy đến bữa ăn cơm, dậy ăn cơm phát là em lại bảo vào đi ngủ. Được chưa? Thế là xong lúc đấy là vợ em like thì lúc đấy em ra em gội đầu các kiểu em ra salon, xong về phát em lại nuôi vào ngủ tiếp. Đấy, ngồi lại lôi vào ngủ tiếp, ngủ đến hơn 2 giờ thì Mão sang quay quả hai chủ tịch gặp nhau ở cái gate này. Đấy. Thì lúc đấy vợ em nằm ngủ thì là em quay. Quay xong đến lúc là em là night game thì vợ em ấy. Đấy ngủ phát đến chiều luôn. Hôm nay kiểu gì hôm nay vợ em cũng khó ngủ, kiểu gì cũng ngủ muộn. Lại bắt đi ngủ tiếp. Được chưa? Cho ngủ luôn, ngủ một phát luôn, ngủ liên tục luôn, đi ngủ liên tục luôn. Thì đúng rồi, còn gì, chiều em vừa mới ngủ, chiều tối em vừa mới ngủ xong nên là bắt em đi ngủ thì em ngủ kiểu gì? Thế em cứ trợn trừng mắt rồi đến tận 4 giờ sáng em mới ngủ. Em đang suy nghĩ về nước Mỹ luôn. Ủa bị sao rồi á? Đâu? Đây á? Đeo vòng mặt quá đi. Vợ ơi, vợ,
Mọi người nói là tại sao ở đây có này... có ở đây muỗi đốt à? Ừ. Muỗi đốt đúng không? Ừ. Ừ. Ở đây. Ở đây cái gì? Đây. Nhìn đi. Đây. Đây. Ừ, trong đầu. Đâu à? Muỗi đốt đúng không? Ừ. Đây, muỗi đốt. Này, nhanh không ra ăn cơm nhá. Hả? Vợ không ăn á? À? Vợ không ăn là chồng không ăn? Không. Không. Ở Đức. Ở Đức. Ngày trước hay đi ăn trộm nhỉ? Ở Đức. Nhà ông Đạt. Hử? Vợ đến. Vợ ăn không? Không thì thôi. Vợ có ăn không? Ừ đấy, thế đi được.